cha sông cột năng chụp điệp xuống lời sợi nhện nhện nhá năng prey mật mật sẽ đáp đại cùng pung tại bắc đạm nơi cặp sái robot vật chịu video fm mười rồi pram chích pram sai chân to tại căn sân im rồi pì chích pram nơi khát brazi hà nội bay sập pram bay mega hết nơi khát bắt đầm bóng năng bay sập pram bay mega hết nơi khát sim riem ní cứ chưa cam vị thi về tika sùng cung năng nội bài protein bắt đại dương năng bị bị xa xâm lấp ở thang ngay bột ní cha cứ ca ăn vật chụp bắp chả cho thay năng bánh hà prachom robot vật chịu robot việc mình cho rúm cứ lục sọc nóc đại trị ăn được bật thiên này dù cả than nó cổ bà trả cho nâng sản đạp thọp xa thiên nát này cái sùng hạp tấy nâng lục mai mình đi ván đại trị ăn được bật thiên cả nạ cầm ca ti bạm buôn này rọt sập hìa trả sùng chùm điệp xua việc mình đang bì chùm điệp xua bọn con chùm điệp chết ạ bà cha sôm ở trong điệp thang nơi khung cảnh vị thế bảy mặt cứ ai cho tru sập cho rùm bén cha nơi khung cảnh xạ xua sầm nô tại căn việc mình tiếng pí tam bây giờ lấy tru sập ở tiếng pí sái cứ sôn đập bầm muối học sập bầm muối đập cột hà sập bầm nương sôn cài sập bầm bún học sập bầm muối đập cột hà sập bầm nhưng khi sôm ở phơi sẽ cái đám thang ở chấp bập trả cho ở phơi cô thắm mấy chấm nuôn đập pí chấm púc nương cài sập pí mét ra để miếng cơ cầm tăng răng ở chiên chấp bập trả nốt cứ tập ban rồi sập pí anh mặn nhì bật ngày tì bầm khai thủ đau giờ sầm lên ai cái chán rồi bay lơ sầm lên rồi bay hay giờ chấp bắp trả cho pleco thay nít cứ trực ban rồi sập hia lược dụng mọc về phía xa anh mắt cà pì thay tìm mối khai thanh u chia giờ bé cứ buôn thay nữa không cà về phía xa đánh đau khi nít lơ chấp bắp trả cho pleco thay nít rồi viên đầm nàng ri cái nắp bạ bị chia chốn chia đầm nàng ri cái nắp bạ sừng cơ chia chia lật tập hot chấp bắp nít ban cho chia thôi mình đang ban anh vọt chấp tăng pì thay tìm mối khai mẹ cả nhà chấp bắp trả cho thay nít trăng mình trăng cứ mình tự ban cà pin chất ពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះទេមានទាំងការគ្រប់គ្រងមានទាំងមិនគ្រប់គ្រងហើយការរឧរទាំពីប្រជាពលរដ្ឋគឺបានកើតឡើងយ៉ាងផុសផុលនាពេលប្រហែលថ្ងៃនេះសូម្បីតែម្សិលមិញសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហានេះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមានឡើយការផ្អាកនៅការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីដោយលោកក្រុមបានតាលើកឡើងតែពីថានឹងមានការកែសម្រួលនាងខ្ញុំមានសំណួរផ្ដើមទៅកាន់លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់លោកជាអ្នកបានធ្លាប់លើកឡើងដែរក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនេះតើលោកមានការយល់ឃើញនិងសង្កេតឃើញបែបណាខ្លះជុំវិញការអនុវត្តនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនេះចាសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំម៉ៅមីនីវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភាជាតិខ្ញុំយល់ឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថានៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលដែលប្រទេសមានការកើនឡើងនៅយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលប្រើប្រាស់នៅលើទីផ្លូវសាធារណៈយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានគ្រោះថ្នាក់កើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយរហូតដល់ទៅខាងសង្គមស៊ីវិលហើយអង្គការមួយចំនួននិងមតិមួយចំនួនចាត់ទុកថាវាជាសោកនាដកម្មមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះហើយបានជាខាងសង្គមស៊ីវិលតាក់ទងទៅនឹងចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានផ្ដើមកំណត់ឡើងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែលយើងប្រើប្រាស់តាំងពីជំនាន់ទសវត្ស90មករហូតមកដល់ពេលដែលយើងធ្វើវិសោធនកម្មហើយយើងធ្វើវិសោធនកម្មនោះវាផ្អែកទៅតាមទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនគឺការផាកវិន័យការរៀបចំរដ្ឋបាលសាធារណៈទុំិចដែលគ្រប់គ្រងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះឲ្យបានល្អប្រសើរហើយដូចតែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាសភាបានទៅជែកគ្នានៅក្នុងគណៈកម្មការផងហើយទៅជែកគ្នារហូតទៅដល់សភាពេញអង្គហើយយើងបានអនុម័តហើយរដ្ឋាភិបាលគឺព្រះមហាក្សត្រលោកឡាយបោះលេខាហើយច្បាប់នេះចូលជាធរមានគឺចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំ2016នេះតទៅខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៅលើទីផ្លូវសាធារណៈក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំសូម
ông bà co đào bông phun chun đun chít khmai krup rup từng ở từ đây tới chùa rùm từng ở nia đam bay ăn vật chập chập ra cho phật cúc ni ở ban lo pro sa đam bay chiêu viên cùng ao miền bị chiêu bồ tát khmai dương krut nạ chập ra cho ni căn tại khăng khla thêm tiệt chừng chừng chùa rùm cắt bàn thoi từng ở nia krut tha ca krut nạ chập ra cho cứ cứ chỉ cả bắt bằng nơi thôn thiên mà nu bắt bằng nơi trộm sầm bắt hai vị bản sao tụng nơi chun bị ca bắt bằng cầm lang program để thưa ơi krut nạ đờ chiết bỏ dương đờ chiết bẩn tục ngôn đờ chiết bỏ dương phong bà cha cha tập lớp mau lục sắc nô vinh lục chi anh nô bát thiên nô cát than nô cô ba trả cho năng sản phẩm thọm san thiên hạ này cái zoom hẹp tay đôi đại lục ban đăng hơi ở pika mình bình chất rồi bảo họ bị chi bồi rót nô khung rồi dạp bèo bầm an thằng này chỉ biết sẽ cứ chập tăng pì chập tham mây ban anh vượt ta lục miền ca chay top ở giang na đại chung phu bằng hai ni đại ban cát lang đi pê cái lò mau chỉ biết sẽ top từ năng ở vây đại là bị chi bồi rót mình ban bình chất លើច្បាប់ថ្មីនេះបាទសូមអរគុណណាស់នៅសំណួររបស់លោកស្រីតាមពិតទៅគឺកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់តែងតែមានចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានមួយចំនួនជាក់ស្ដែងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសកំពុងតែប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ចេញនៅគោលដៅក្រមត្រួតពិនិត្យចំនួន172ក្រមបាទក្នុងនោះមានកម្លាំងនគរបាលប្រតិបត្តិការជាង1000នាក់បាទសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងនោះដែរគឺយើងមានវិធានការមួយចំនួនដែលត្រូវឲ្យនគរបាលអនុវត្តបាទដូចជាការត្រួតពិនិត្យទៅលើបច្ចេកទេសយានយន្តត្រួតពិនិត្យឯកសារយានយន្តមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនិងល្មើសសញ្ញាចរាចរណ៍បញ្ហាដែលត្រួតពិនិត្យនេះក៏មានបញ្ហាប្រឈមពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដែរបាទគាត់ខ្វះឯកសារពាក់ព័ន្ធគាត់ល្មើសនឹងបច្ចេកទេសបាទគាត់អត់មានលិខិតស្នាមផ្សេងៗគឺគាត់តែងតែតបថាជាក់ស្ដែងគឺការប្រើប្រាស់ផ្លូវយានជំនិះរបស់គាត់មួយចំនួនគឺมันមានបំពាក់ផ្លាកលេខជាពិសេសនោះគឺផ្ដោតទៅលើតួចក្រយានយន្តតែម្ដងបានចា៎ហើយក៏មានការប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែរបាទចា៎ចា៎ត្រឡប់មកលោកម៉ៃមឌីវ៉ាន់វិញនៅក្នុងចំណោមច្បាប់ដែលបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃ1នេះពេលកន្លងមកតើលោកមើលឃើញថាកន្លងមកនេះប្រហែលថ្ងៃមកនេះតើមួយណាដែលជាផលវិបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនៅចំណុចត្រង់ណាមួយដែលលោកគិតថាហាក់ដូចជាបើសិនជាអាចមានការកែសម្រួលក៏នឹងមានភាពប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចា៎តើតើទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះខ្ញុំឃើញថាជាទិដ្ឋភាពដែលយើងទៅជែកនៅក្នុងសភាច្បាប់នេះគឺល្អប្រសើរដែលយើងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាយើងបានតស៊ូមតិនៅក្នុងរដ្ឋសភារួចហើយក៏ប៉ុន្តែយើងទុកចន្លោះឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធគាត់ចេញអនុក្រឹត្យអញ្ចឹងតកតងទាំងបញ្ហានេះគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនុពរទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធសូមពិនិត្យត្រួតពិនិត្យថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានសមរម្យតកតងទៅនឹងទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់ដែលលោកចេញជាអនុក្រឹត្យឲ្យផ្អែកទៅតាមទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្នដែលប្រទេសយើងកំពុងតែជួបប្រទះជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាយន្តទិភាពខ្ញុំចុះទៅតាមមូលដ្ឋានមើលឃើញថាយានយន្តរបស់គាត់ជាពិសេសម៉ូតូរបស់គាត់នឹងគឺយើងសិក្សាមើលទៅខ្ញុំសួរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនៅមូលដ្ឋានតែម្ដងគាត់ថាសឹងតែ100ម៉ូតូមានសភាពស្របច្បាប់នឹងតែជាង10ម៉ូតូទេយើងថាអាចថា 20% ចុះឲ្យលើសទៅប៉ុន្តែ 80% ទៀតច្រើនតែអត់មានបានសម្គាល់យានយន្តពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងការអនុវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធប្រហែលជាលោកនឹងថ្លឹងថ្លែង
ឲ្យ សប ជ្រុង ជ្រួយ ដើម្បី ចេញ ជា អនុក្រឹត បន្ថែម បាទ ចា ចា ត្រឡប់ មក លោក សឹក នោះ វិញ ប្រហែល ជា សំណួរ មួយ ដែល មាន គេ ចង់ ដឹង ហើយ ក៏ កន្លង មក ក៏ មាន ការ រិះគន់ និង ចង់ ដឹង ដែរ ប្រាក់ ផាក ពី នៃ ពី ច្បាប់ ចរាចរ នៅ ក្នុង ចំណោម 100% យើង គាត់ ថា 95% បាន មក លើ ក្រសួង មហា ផ្ទៃ ចា នៅ ក្នុង ការ បែងចែក ទៅ តាម មុខ ងារ ផ្នែក ផ្នែក ដែល ឡែក មាន តែ 4% ទេ ដែល ចូល ទៅ ក្នុង ថវិកា ជាតិ ជា សំណួរ ថា ហេតុ អ្វី បាន ជា មាន ការ បែងចែក យ៉ាង ដូច នេះ ហេតុ អ្វី បាន ជា ថា ប្រាក់ ដែល ទទួល បាន នឹង ចូល ទៅ ក្នុង ថវិកា ជាតិ នឹង គឺ នៅ ក្នុង ចំនួន តិច ចា បាទ អរគុណ ណាស់ នៅ សំណួរ នេះ ខ្ញុំ ចង់ ជម្រាប ជូន ជាពរដ្ឋ ឲ្យ បាន ជៀប ថា ទៅវិញ នឹង ការ អនុវត្ត ច្បាប់ គឺ ដើម្បី មាន ប្រសិទ្ធភាព គឺ ត្រូវ បង្កើន សមត្ថភាព ដល់ កម្លាំង ប្រតិបត្តិការ បាទ ដោយ ឃើញ បញ្ហា នេះ រាជ រដ្ឋាភិបាល ក៏ បាន គិត គូរ អំពី កម្លាំង ប្រតិបត្តិការ ដល់ នគរបាល ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក គឺ លោក បាន លើក ទឹក ចិត្ត បាទ ទឹកចិត្ត ដល់ កម្លាំង ផ្ទាល់ នោះ គឺ រង្វាន់ ដែល បាន មក ពី ការ ផាក ពិន័យ គឺ រាជ រដ្ឋាភិបាល បាន ផ្ដល់ ជូន រហូត ដល់ 75% បាទ នឹង អង្គភាព ដែល ប្រតិបត្តិការ នេះ គឺ មាន បន្ត បន្តទៀត ទៀត បាទ ដែល ពាក់ព័ន្ធ បញ្ហា នេះ គឺ ជៀសវាង ការ មាន តម្លា មិន មាន តម្លា ភាព មួយ បាទ ជៀសវាង ការ ចោទ ប្រកាន់ ទៅ លើ ដល់ មន្ត្រី នគរបាល ដែល ប្រព្រឹត្ត ផ្ទុយ ពី ច្បាប់ បាទ ដែល គាត់ បាន គិត គូរ បញ្ហា នេះ បាទ អញ្ចឹង ហើយ គឺ លោក មាន ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ផ្ដល់ ជា រង្វាន់ លើក ទឹក ចិត្ត តាម រយៈ ការ ផាក ពិន័យ នេះ បាទ ចា លោក ម៉ៃ មេរីវ៉ាន់ មាន មតិ មួយ ចំនួន នោះ បាន លើក ឡើង ថា មូល ហេតុ ដែល ប្រាក់ ចូល ទៅ ក្នុង ក្រសួង មហា ផ្ទៃ ច្រើន មិន ហេ មក ខណ្ឌ ប៉លីស ឬ ក៏ ដែល អនុវត្ត ច្បាប់ ច្រើន នឹង គឺ ដោយ សារ តែ ចង់ ឲ្យ មាន ការ ងាក ក៏ ដូច ជា ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដើម្បី កុំ ឲ្យ ងាក ទៅ ចាប់ អារម្មណ៍ អំពី គោល នយោបាយ របស់ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ ផ្ដល់ ជូន នៅ ប្រាក់ ផ្សេង ផ្សេង នៅ ក្នុង ពេល ដែល អាច ថា ជា គោល នយោបាយ មួយ ដោយ ងាក បង្វែរ នៅ ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ពី គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ តើ លោក យល់ យ៉ាង ដូច ម្ដេច ដែរ ចំពោះ មតិ ដែល បាន លើក ឡើង នេះ ថា នេះ អាច ថា ជា វិធី សាស្ត្រ មួយ ដើម្បី ឲ្យ មន្ត្រី ប៉លីស ទាំង អស់ ចា ពេញ ចិត្ត នៅ អ្វី ដែល មាន នា ពេល បច្ចុប្បន្ន ហើយ មិន ងាក ចាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើ គោល នយោបាយ របស់ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ មែន ទេ ទៅ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ មាន គោល នយោបាយ មួយ គឺ ចង់ លើក កម្ពស់ ជីវភាព ប្រជា ពលរដ្ឋ មន្ត្រី រាជ ការ ប៉លីស ទាហាន នេះ បើសិន ជា ប៉លីស ទាហាន លោក បាន ប្រាក់ បៀវត្ស ខ្ពស់ ហើយ លើក កម្រិត ជីវភាព ប្រជា ពលរដ្ឋ មន្ត្រី ប៉លីស ប្រដាប់ អាវុធ នឹង កាន់ តែ ខ្ពស់ វា ជា ការ គាប់ ប្រសើរ របស់ គោល នយោបាយ របស់ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ទៅ វិញ ទេ ព្រោះ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ចង់ ដឹក នាំ ជាតិ មួយ គឺ ប្របាត់ នៅ អំពើ ពុករលួយ អញ្ចឹង គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ពេល ដែល ដឹក នាំ រដ្ឋាភិបាល មាន គោល នយោបាយ ច្បាស់ ណាស់ ថា នឹង លើក តម្កើង មន្ត្រី រាជ ការ ប៉លីស ទាហាន នឹង ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ គាត់ មាន បៀវត្ត គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី គាត់ ចិញ្ចឹម ជីវភាព គ្រួសារ របស់ គាត់ នឹង ឲ្យ បាន ខ្ពស់ អា នឹង បាន គាត់ មាន លទ្ធភាព ទៅ អនុវត្ត ច្បាប់ ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ មែន ទេ ទៅ គឺ យើង ពង្រឹង ច្បាប់ ប្រឆាំង អំពើ ពុករលួយ វិញ ពេល ដែល គាត់ បាន ប្រាក់ បៀវត្ស គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ ឲ្យ គាត់ ងាក មក គោរព ច្បាប់ ហើយ អនុវត្ត ច្បាប់ ឥឡូវ នឹង ឧទាហរណ៍ ថា ច្បាប់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក នឹង គាត់ អនុវត្ត ប្រតិបត្តិ តាម ច្បាប់ ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ ដើម្បី អី ដើម្បី បម្រើ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដើម្បី ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ ដែល ប្រើ ប្រាស់ ផ្លូវ ថ្នល់ ហ្នឹង គឺ គាត់ ប្រើ ប្រាស់ ដោយ ឈរ នៅ លើ មូលដ្ឋាន ច្បាប់ គោរព ច្បាប់ ទាំង អស់ គ្នា វា កាត់ បន្ថយ គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ក្នុង អ្វី ដែល យើង ចង់ បាន គឺ យើង កុំ ឲ្យ មាន សោក វិនិច្ឆ័យ កម្ម នៅ លើ ទី សាធារណៈ ជា ពិសេស នៅ លើ ផ្លូវ ថ្នល់ ដែល យើង ឃើញ ទាំង អស់ គ្នា ហើយ យើង ទទួល ស្គាល់ ទាំង អស់ គ្នា ថា វា ស្លាប់ រហូត ជា មធ្យម ពី 6 នាក់ ទៅ 7 នាក់ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ ហើយ ដែល ប្រទេស គេ នៅ លើ ពិភព លោក បើ យើង គិត ទៅ ប្រជា ពលរដ្ឋ គេ គិត ទៅ សមមាត្រ គឺ យើង ច្រើន ណាស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ យើង ប៉ុណ្្នឹង ហើយ យើង ស្លាប់ រហូត 16 នាក់ ទៅ 7 នាក់ នៅ លើ តា គ្រោះ ឆ្នាក់ ចរាចរណ៍ នឹង វា ខ្លាំង ខ្លា បំផុត ខ្ញុំ មិន បារម្ភ ដូច នេះ ទេ បារម្ភ រឿង ថា ខ្លាច ថា រឿង
chấm po tất tập hiệp nhiều bài chấm mùi cái nắp bạc sông cua chiết bữa ta cái nắp bạc sông cua chiết cứ cô đau phong và phật đại rôm cái này thôi nhiều bài này cứ chăng được làm cả chi tập hiệp vận tải để chia sẻ lịch thiền như thế ba chia sẻ nu muối tất cả lục sắc nốt lục ai bằng hai để âm pi ở bài ca nước non ngồi dọc bề ngày ni thả ta ở ca phạ bên này nương cứ ban à bề hai hai chia sẻ nước non chấm nóng bật làm mơ đại là phạ pi bị chia bọt nương ta bật làm mơ muối na đại thang chỉ tu ta nương bị chia bọt nương cứ thua khâu sơn chiến cái nước non dọc bề màn ngày ni hai chia bằng hạt bọc bụng còn bà sôm chỉ bề phòng đại thang để dọc bề làm thằng ngày ni กำลังปฏิบัติการตุเตียงบัตเต้บานันวัดรูปเป็นตะเลยยืนยนสรับจำนวนดับมวยเหมินปรามปอนปรามรอยเก้าสับมวยเกลืองนองนุ่มมุโตจำนวนใบเหมินบุญปอนใบรอยห้าสับใบเกลืองบ่าให้ยึงบานทุกกาเอาบรมนายนอมตะเลยยืนยนได้ลมือมันกาผ่าปีในเดย์จำนวนสรับจำนวนมือเหมือนปรำป้อนประมวยรอยห้าสบายเกลืองให้ยึงบ้านถือกาคอดยืนได้ขมิ้นพระเล็กคือจำนวนจำนวนปรำรอยเก้าสปรำเกลืองนองนุ่มมาโตจำนวนปรำรอยแปดสปรามเกลืองเนี่ยยืนแต่มันเมียนพระเลยมันเปียใช่พระปีในสรุปประมาณแล้วจุ๊บปีในแต่ละยืนแต่ละมือเว้นบานจำนวนใบร้อยสามสิบปมบนเลี้ยนปมเปิลปอนปีร้อยปมเปิลเมินปีปอนปมบนร้อยใช่ใช่บาทใช่นักนองจำแนวบัดละมือเตียงอ้อตายังอันยังการละมือในฉบับจราจรบัพเชียประวัติพิจารณ์นั่งชี้จำนวนมวยนาอะไรใช่บ่าจิปุ่มบ่ายังปนัดมือตะเลกูดาวเจ็ดสไลน์คือยินได้ละมือเชิญนึกคือสำนักตะเลมาโตในไอแต่ก็ทวีจราจรหรือพลอยสาธิณะละมือให้บ่ายังเคยทำละมือนั่นคือมาโตคือเพื่อจราจรมันดักได้เจาะมือกร่อยบ่าให้อดบําเปียพระเลยบ่าในตามในริจนีพรมเป็นมันเจ้าจิปัญหาจิปุ่มยินได้มันเปียพระเลยนี่ได้มันเมียนพระเลยบําเปียใต้บรรดาตามบรรดาขัดมือจุ่มนวลที่ใช้ขัดในจบปรุงแดนคือขมิ้นบ่มเปียผลาเลยโดยไอ้ดำก่อนมีภาษาไทยคือถ้ามือจุ่มนวลทมคืออัดมีบ่มเปียผลาเลยจุ่มปูมาโตมาขอดนี่บ้านใช่ใช่บ้านส้มจุ่มเนื้อได้ถ้าในได้ละมือนี่คือยื่นมีนจุ่มน้อยออกปรุงมือจุ่มนวลบ้านมันปีในต่างออกเลยการในได้กอดละมือสัญญาบ้านบอดช่วยบอดสนามอดบานพร้อมประหยัดไอ้นี่คือยื่นถือการคอร์ดให้เอาปรุงมานี่จำนวนเลยยื่นปฏิบัติการตรวจเป็นนัดพ้องยื่นเอาปรุงกอดห้องด้วยจิตการเอาปรุงตัวให้กอดบานโยนจำนวนตรงนี้คือมีจำนวนสาโตดทมมุ้ยปีปีจีบรอดจีบไส้เนี่ยปราบเรานี่แต่มาดองบานให้ไปยื่นส้มจีบได้ทานแล้วจำนวนเอาไว้จีบมีนให้ไปชมอยู่มุ้ยสมานตะไก่นู้นเอาไปนะปีจีบรอดได้กอดบอดเต้คือกอดมันมันอยู่ดังปีฉบับแต่มันองให้บริกมาคอนทุกการผ่าปีในโดยอดักกระจายอย่างมายึงผ่าเต้คือกอดเมียนปรากฏการมาอ๋อลอยกอดมาจะกอดเมียนอาจจะน้อยแต่เทียนจะมวยสมานตะไก่มาจำนวนมาใช่ส่วนให้ตรงเวอร์นี้ปีเชียร์ประรอดก็อดกอมเท่าประมาณเลยมาได้เนี่ยกรุบฉบับน้องก็ท่าบางยึงถือเขาเกินหนึ่งผ่ามาสมาธิใกล้หนึ่งผ่าบ่าจังที่จำนวนมวยไปชมแต่ยังเตาแต่ปุ่งเรื่องงานวัดมาต่อเตียงใช่สำนัวจงกราบแต่กันโลกมาอุบัติเหตุแต่ต้องตระหนักปัญหาในการวัดฉบับจราจรในพงได้โดยเดลูกบันดังให้ปีระบายการมวยจำนวนในบันเลือกลางก็บรรทายโลกบันเชียร์ให้ท่าแต่ต้องตระหนักการผ่าปีนี้แต่ต้องตระหนักปัญหานี้ดมเรืออมีนแปะมีกระดิชีบันบักบอลมาโต้กระดิชีรถยนต์ก็บรรทายมีการเลือกลางท่าการได้และปีชีประตูบันบักบอลมาโต้หรือก็รถยนต์นี้มีแนวคลาสมีบันบักบอลมาโต้หนึ่งรถยนต์ก็บรรทายฉบับจราจรในใต้เหมือนเจ๊หรือก็ทันในเหมือนตอนบันยูฉบับตาโลกกระทาปัญหาครูถนัดจราจรในเลือดดองเพลย์ในขนมปฏิกรรมปีชีอาจมาปีปัญหาการอยู่ดังฉบับจราจรได้และหากโดยจินตนามีนกลมรัดได้เตรียมตีออยมีนการรถบรรทังมันท้ายหรือก็รถบรรทังแต่เลือกาผ่าไปในแต่เลือแต่ตะมุ่งสวัสดิ์เพียบหรือก็แต่เลือปัญหามาจำนวนเจ๊ดำไปดอกสไลปัญหา
sau bên nhà cam nơi lư ti plaza thiên nạn này toàn là dương chụp rung ở anh đột bắp hai miền ca chu rùm bị bị chia porot khăm ai tu tơ từng oh group kia từng oh bây ở quạt jul ampi ca prata bắt từ tam chụp bắp hai chụp pu nè anh đột bắp chia bị xe cứ mình trai poli nơi tam plaza thiên nạn nâng quạt thử tận anh đột bắp ở bàn trầm trớ ở sukrat chi viên ca dục dồn cha cha chi viên ca dục dồn nhưng trớ tại room kia hai con niêm khi ông chi nhà tầm nang đi cà phê phật bây giờ chi phật khi ông xôm ông bò co hai ông bò co tiệt đòi tu chấm bù bây giờ phật khăm ai tu tơ từng oh trớ tại chu room ca group chụp bắp từng oh kia vợ chụp bắp từng oh kia đảm bay cắt vận thoi, cứ thân nạn trả cho nơi tu tiếng để trên là trạm Campuchia dương nơi ở bàn lò và xa trong chưa trả tha dương thư bàn bởi vì chỉ diệt dương chỉ vì chỉ diệt mũi đài miền ở đây giờ thoa không phù na vì sao mai ông cô mau hay một tuần là lần này dương khát khom tầng ở kia rụp rụm kia nông ca nó vượt chấp ở bàn trầm trơ lò và xa hay chỉ khi nhóm sông ao khang cơ sung đại bẹp bón xong mê ta bình nứt tới tam lật tập hiệp chạy đành ca ạ đồ bót chấp bắp cư dương ạch bà dìa tế cư dương trời tạ ạ đồ bót cô bàn tay dương thơ tới bình nứt tích tập hiệp chạy đành đôi chì ủ tì hô đôi chì ca thư bàn diên dân đôi chì ca thư bàn bạc bó nâng thơ tại vì chà ná lược bê bàn thêm ở thư ở bàn lõ chà chà chì bì xế cư à chị rột dôn nâng chị rột dôn nâng khi em xu bò rà miền tức đôi chìa tam khát krong đôi mần miền đơn chân tức à ca chị ní cư dương mơ ta chị nơi ta phân nông pinh mũi vì dìn dôn tu tèng vật tì hà dân dân mọc chị ta mà cả lại chân hạ bây đôi chìa bì chì bò rà thôn tài chà ná và chùm bù ca dương từng ở kia, na dương mọc tu lên chấm nốt đi hay, cứ thắc nhom sôm, ông piu niu nông niêm chỉ khmai bruk, sôm ơi, sa tha ban đã bẹp bòn, nương cứ chấm rung, anh đi tị với thi nương ở ban là o pasa, sôm ơi chấm ra mình chi tới à rừng, rồi lui crom tóc crom ấy nương cũng ở miên to từ tiệt hay, thường mình ăn vọt, chụp bắp ở ban pasa. Và ở bàn bà xa chun bà chìa bà rọt dương chun bà chìa bà rọt dương cứ thà cứ dân là ca nông ca thư bẹt mì nhưng mà thà cắt bàn thoi bàn cùng bên chân ngay bì cần ăn bên chân ngay bì thị bà thị trơn bì nhưng thử ở smoke smoke đó bà chìa bà rọt quạt thuynh tròn nông ca tức bà bình nhạc bà nhà này và chân ý ở cả trong cối cứ thà miên tài dương tự ở khí chức máy rụp rụm kia ạ bọt chấp bạp tầng ọc nha làm bây cùng ai miền sọc của địa chức cam nơi lưu tì xa thiên nạ miền đôi sọc ngày này bà ọc con chà, ở lần này dân miền bài mật tự dập ở châu rùm dân xong tựa bài mật bì rục chọc nha chà, cứ lô cơ sở văn nơi rì thị nịp nông bình alo, chùm rịp xô lô cơ sở văn chà, alo, chùm rịp xô lô cơ sở văn bà, nghe xô lô chà, miền ở xâm nua với chà, hay Nhóm men xâm lô, phi xâm lô trong xưa tới lục vụ kháng hạp tới trong xưa đã chạy nhóm nhóm tinh là tàu kê mà cặp chẳng hay chẳng men ai cặp chung một cả chẳng là xa cặp lý chung một kê chẳng như là ai cặp chung một bán thủ nhưng kê lụa hàng hay dân từ tinh kỳ hàng đến chẳng như là ai cặp chung một bán chẳng tinh trong xưa tha tinh khi bạc bò tới nhom khen một kia chứ mình một nhom chẳng cả mình phải nhà mà bọn mình phải nhà có mẹ đã các bọn mình phải nhà cả nhom nắng cua từ mình lên mùa mà cầu nắng cua nhiệt tình hồi hở lắm nắng tìm mùi thì pi trong sự tạc nhom miên ở các kỳ làm chẳng nhom miên ở ban ba bộ làm chẳng chẳng các nhom ăn bạc mà cầu bà đấy không đà bà đấy chẳng nhom xong thay mùi tiết ở mùi tiết trong đăng tha ta thưa ban mật tổ nâng khi chụp đan thưa bị thế ngày nào thấy hơi thưa nơi lại ná hơi
តាមអ្នកខ្សែខ្លះដែលភ្ជាប់ទៅដើម្បីធ្វើវានឹងណាចាចាអរគុណចា៎ខ្ញុំមានដំណឹងលោកសុវណ្ណចា៎អញ្ចឹងសូមលោកសុកនំអាចជួយឆ្លើយនឹងសំណួរប្រិមត្តយើងទី1ចា៎បាទអរគុណណាស់នៅសំណួរបងសុវណ្ណនៅភ្នំពេញបាទសំណួរបងទី1ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទិញម៉ូតូអត់តាន់បានកាត់ឈ្មោះហើយមិនដឹងរកម្ចាស់នៅទីណាបាទបញ្ហានេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានច្រើនណាស់នៅទូទាំងប្រទេសយើងបាទ តាមច្បាប់គឺតម្រូវឲ្យអ្នកលក់ទិញត្រូវកាត់ឈ្មោះច្បាប់ថ្មីនេះគឺកាត់ឈ្មោះយ៉ាងយូរបាទរយៈពេល90ថ្ងៃបាទហើយចំពោះបញ្ហានេះបើមិនបានកាត់ច្បាប់គឺត្រូវពិន័យបាទពិន័យតែដោយពិនិត្យឃើញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះរីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃរួមជាមួយក្រសួងសាធារណការក៏បានគិតគូរពីបញ្ហានេះដើម្បីសម្រួលដល់ កាត់ឈ្មោះនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានគិតគូរពន្យាបញ្ហានេះហើយណែនាំទៅដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសនគរបាលចរាចរណ៍នឹងឲ្យពន្យាការធ្វើការផាកពិន័យចំពោះដែលមិនបានកាត់ឈ្មោះយានបាទទាំងរថយន្តទាំងម៉ូតូបាទអានេះសូមជម្រាបតែនថាយើងធ្វើការពន្យាសិនរយៈពេលណាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយនឹង ការផាកពិន័យចំពោះកាត់ឈ្មោះយានពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរបងទី2គឺបានបើកបរឡានមានបានបើកបរឡានហើយតើទៅបើកបរម៉ូតូបានឬក៏អត់សូមជម្រាបសួរទៅបងវិញថាតើប្រភេទនៃយានម៉ូតូបោះបងម៉ូតូបោះបងនោះកម្លាំងសេះប្រមាណបាទតាមច្បាប់គឺអនុញ្ញាតបានតែបងបានបើកបរប្រភេទខប្រភេទ B ហ្នឹង អាចបើកបរម៉ូតូបានប្រភេទ125ចុះមកបាទអាហ្នឹងអាចកាន់បានបើកបរម៉ូតូបានបាទតែបើបងបើកបរម៉ូតូលើសពី125សេសេឡើងទៅគឺបងត្រូវតែប្រឡងយកបានបើកបរប្រភេត อันนี้จิปัญหาบันบักบอประตูได้กันตามประเภทบ่าที่ใบคือถือบันประตูในกลายนะคือสมจิมเรียบบอลหาบองรุ่นเอาพนมปิงคือบองตำแหน่งตำนองจิมวยมันตีสาธินาการิตินีพนมปิงบ่าจะถือกลายนู่คือตัวเพิ่มเพิ่มเกี่ยมพวกบันบักบอหนึ่งดำไลคือ ការមានការកំណត់នៅពេលក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានកំណត់ហើយតាមភាសាសម្ដេចនេះដែលជួគឺលោកបានកំណត់បានបើកបរម៉ូតូគឺកំណត់តែ២៥០០០រៀលនេះជាជោគជ័យមួយជាកដោមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាយើងហើយគួរអបអរសាទរដែលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់អំពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទនេះចំពោះតម្លៃបានបើកបរម៉ូតូបាទ សូមចាចាបាទចាអរគុណឥឡូវយើងបន្តទទួលប្រិមត្តបន្តទៀតចាលោកហុងនៅខាងតាខ្មៅឥឡូវជម្រាបសួរលោកហុងបាទជម្រាបសួរកញ្ញាបាទចាចាលោកហុងមានសំណួរអ្វីមកកាន់វាក្មិនយើងចាចាសូមអញ្ជើញបាទបាទជម្រាបសួរលោកក្មិនតាំងពីផងទីមួយខ្ញុំចូលរួមជាមួយលោកខាងបលិចរាចរដែលគាត់ថាជាកដោរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាកដោផងពីព្រោះអី ធ្វើបានបើកបរក្រណធ្វើបានបើកបរហ្នឹងអស់ពីម៉ឺន៫ប៉ុន្តែអត់មានរៀនអត់មានអីទេអញ្ចឹងបានន័យថាបើធ្វើបានបើកបរឲ្យតែម្ដងអាហ្នឹងមិនគេហៅកដោទេធ្វើឲ្យយល់លុយទៅដែរដូចជាមិនមែនកដោទេហើយខ្ញុំសួរសំណួរទៅខាងលោកតំណាងរាស្ត្រឃើញថាតំណាងរាស្ត្រចាយលុយជាតិច្រើនណាស់ប្រាក់ខែក្រណប្រាក់ខែ១ខែ២០០០នៅរបបឡានរបបអីទៀត អង្គរអង្គឯទៀតចឹងចាយលុយជាតិច្រើនណាស់ដល់ពេលធ្វើច្បាប់ចេញមកវាទៅជាចម្រូងចម្រាសទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងឃើញថាច្បាប់នឹងពេលអនុវត្តទៅវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើតំណាងរាស្ត្រនឹងមានធ្វើកិត្តគូរឿងធ្វើវិសោធនកម្ម វិសោធនកម្មច្បាប់នឹងឡើងវិញដែរឬទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តមកវាអត់ប្រសិទ្ធភាពឬក៏វាចម្រូងចម្រាស់អញ្ចឹងហើយជាចុងបញ្ចប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ថាមកពីតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏ហេតុអីបានធ្វើការអញ្ចឹងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យតំណាងរាស្ត្រ
tới đặt tay cho bạp nâng anh. Bọn tay nhóm thơ lọp lưu lục mà ông ní văn, tỏ lục mẹn bạc xa tha. Lục anh chạy yên nâng thơ lọp tư dô lùi bì khang cả nạ bạp bạc chế chuốn anh chấm nhóm chong xua tha. Màu bì đồng nàng rê nâng tư xung của lùm khúc khách tư dô lùi bì khang kê chấm ấy bàn cho bạp chênh màu về ọt. ສະຫຼອຍຈັ່ງນະບາດບາຍຍົ້ມສົມເຈົ້າຮ່ວມປານນັ້ນອໍຄຸນຈໍາລຽບເລີຍບາດຈ້າຈ້າອໍຄຸນຈານຈໍາລຽບເລີຍຈ້າສົມເຈີນຫມໍຄັນສຳນວນນີ້ກໍຮຽງຮຽນບັນຕິດບັນດາລູກອາດມີອໄວຈັ່ງບອກສາຍຕັ້ງອໄວໄດ້ລູກບັນເລືອກຫຼັງບາດອໍຄຸນນະບ່ອງຫົ່ນໃນຕະຄໝາຄືປຽດຖ້າກະດົ້ມາຂ້ອຍໝາຍໝາຍນີ້ດູຈິຂ້ອຍເຕີອໍຈໍານວນປະຊາພິພັດປີມົນມາຄືບັນບາກບໍນີ້
ôn thà ai thà lơ nên thà tiết đại miền tàu bưng bẹ kê hàng cào bị bẩn trai miền sa mạc cái để thưa ban bạc bò nó do tàu cho lang để cái học cầm rai trường sa nó bị lơ bị bẩn môi mờ nặng tiền đòi miền ca kết cùi đôi chân ấy bạn sầm đại nhà vua rom trai lục bạn kết bị bài nhà này cầm nát bị mờ làm bò riêng đi lục miền sa hải thà thay ai cả sa thay ai cả sa mình rui phong ba xong chỉ mới đẹp thạc cạt những bắn những cứ bỏ cho plastic những cứ bỏ hết rừng bạn hay từ bỏ những cứ tầm lại thạc cạt những thứ hay ai cả xa những có miền bẹp bòn một bình tràm và thập tràm ai tiệt tới cứ tầm lại pi mệt tràm phớt gom nót đôi thà cá để chơi khi này chỉ môi cứ xuống bẹp bòn những cứ ha gom nót tầm bận đằng hay nhôm thà ní chơi cả đồ hay tầm lại bên này bị chơi bọt những ai miền sa mạc tập hiệp lát tập hiệp đằng từ tua vào bản hay rì rì bây giờ bỏ đi đi chờ nè bà sống chuẩn bị vào đây bà tập lập mà lục mai mình đi vắn chả trong miền ở vây bỏ sai tình năng cả lực lang ở bỏ lục hồng chả nó khang tập mang bên mình bà ở con năn lục hồng đại bàn sửa sum đủ mà khi nhom khi nhom chỉ tu sanh đó bỏ khi nhom nhom dồn khởi thà bởi chỉ là chạm campuchia cứ chỉ bởi là chạm muối đã bỏ tập bắt tam đặt thầm mà nuôi đối chứ này ការប្រតិបត្តិច្បាប់នឹងគឺជាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់มันមានលើកលែងអ្នកណាទេហើយការធ្វើតាមច្បាប់អនុវត្តតាមត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នឹងវាប្រទេសណាក៏ដោយគេតែងតែធ្វើហើយប្រទេសអាចជឿនលឿនអាចអភិវឌ្ឍទៅបានគឺការប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នឹងហើយខ្ញុំឃើញថាស្រុកយើងវានៅមានបុគ្គលដែលមានអធិបុលបុគ្គលដែលមានអំណាចអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងភ្លេចប្រតិបត្តិតាមច្បាប់យើងទៅប្រតិបត្តិតាមអនុសាសន៍ទៅវិញអាហ្នឹងឯងដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមួយដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកគេមិនដែលធ្វើទេបាទហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងរឿងការប្រតិបត្តិច្បាប់ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយកម្លាភាពទាំងអស់គ្នាយើងដឹងអង្គអស់គ្នាហើយថាបើយើងរួមសិក្សាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលប្រើប្រាស់យានយន្តត្រូវតែសិក្សាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាហើយមើលឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបើមន្ត្រីណាផាកវិន័យឲ្យលើសពីច្បាប់គឺយើងត្រូវកត់សម្គាល់ហើយត្រូវយើងមានសេចក្តីក្លាហានត្រូវប្តឹងមន្ត្រីនឹងបាទដើម្បីជាគំរូដើម្បីឲ្យទាំងអនុវត្តអ្នកអនុវត្តទាំងអ្នកប្រតិបត្តិមានកម្លាភាពទាំងអស់គ្នាតកតងនឹងសំណួរទៅសួរមកខ្ញុំផ្ទាល់ថាអ្នកតំណាងរាជនឹងប្រាក់ខែច្រើនណាស់តើទៅនឹងបានធ្វើអីខ្លះច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះគឺយើងបានជួបតជែកគ្នាហើយធ្វើសិក្ខាសាលាច្រើនលើកច្រើនសារហើយយើងទទួលការមតិយោបល់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីយកមកជាគំនិតចងក្រងជាអត្ថបទច្បាប់នេះហើយក៏បានតជែកក្នុងគណៈកម្មការជំនាញដែលខ្ញុំជាអនុប្រធានគណៈកម្មការនេះថែមទៀតហើយយើងតជែកមកក្នុងសភាពេញអង្គថែមទៀតបើជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ច្បាប់នេះប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់ប្រទេសមួយចំនួនយើងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺវាមានចន្លោះដែលរដ្ឋាភិបាលទុកឲ្យក្រសួងសម័យចេញអនុក្រឹត្យអញ្ចឹងហើយបានខាងដើមមិញនេះខ្ញុំ
ban âm piêu niêu không niêm chỉ khmai mùi rút thà xong oi mân trầy đẹp bẹp bón thư mấy trên nhà nụ cực nâng thư mấy oi vì mà mình kết đồng cỏ là phò bà giáo bì chì bà rọt chì thông nâng hãy hãy tẹt tông thân hình rương tha miên cùng rung nâng thư vừa sao tận cam to tự tiết tế bà tế nà cất đôi thông đá tì ca thư chụp bắp dương dông ạ thư chụp bắp bê đại dương tự chê khí nê dương kết bê nẹ ca bia chụp bắp quạt tự ca bia tớ quạt ca bia cầm nứt bó quạt tại dương nẹ thư tự nam riêng ca bia phò bà giáo riêng nâng cổ dương to su mà tệ đai bánh tế Canada sumate kỳ vệch nhẹ nâng nâng cam cam nâng sập hiệp binh ong nâng hai yên an mát tay an mát yên thơ bắt tay ong nha bắn bay yên thơ tay vi tóc cotton nâng ku tầm nang vichi porot hai tầm nang kang rot tapi mile go ai snail thơ vi sọt nâng cam ban hai tầm nang riêng ai snail thơ vi sọt nâng cam ban đại ba chè chè alani yên nga bata tool a loka sal nâng phun ping a loa chim rượu loka sal បាទបាទសួរបងចាចាសូមអញ្ជើញលោកកសាមានសម្ដួលអ្វីចាបាទខ្ញុំរៀបសួរលោកដំណារិទ្ធិខ្ញុំរៀបសួរលោកពូខាងសុំហាក់ស្អីផងចាចាបាទសំណួរបងខ្ញុំមានច្រើនពូសំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសំណួរទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសតាមទីការអបតិនៃការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំឆ្ងល់ចេះខ្ញុំឃើញអូជាតិចេះមួយណា ច្បាប់ប្រកបឯហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅខ្ញុំចេញដេញលេងដូចមានការស្រាវជ្រាវស្អីទៅពេលទៅមកអនុវត្តទៅគេថាខុសចេះខុសចុះខុសចាប់ដើមកែប្រើចឹងចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងតែពេលដែលយើងធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដូចលោកខាងតំណាងរាស្ត្រមិញខ្ញុំគាត់គាត់និយាយថាមានធ្វើការជួបជុំការទទួលកំណត់ខ្ញុំដូចទៅលើខាងហ្នឹងចឹងណា ແລະວ່າຍັງຈັ່ງຊິເອົາໄປຊົມຊີສຳນວນແຕ່ມະດອງລູກສາໄດ້ສາເປລຍັງມີກຳນັ້ນແຈ່ບາດສຳນວນທີ1ຂອງຍັງຈັ່ງສູ່ວ່າຖ້າການຕຕູຍໍກໍາເນດທາງກາຍນັ້ນນະຕຕູປີທາງນາຄະໃຫ້ມີຈົກສາຍຊຽວຕໍ່ໄດ້ຫຼືຕີອັນນັ້ນນະຕຕູທີ1ໃຫ້ສຳນວນທີ2ຂອງຍັງໂດຍຈະຍັງກໍຕ້ອງຄວາມຸຍແຕ່ຕົງນັ້ນກົມຄູສາຈັ່ງນະກົມຄູສາ ໄປໃຊ້ເມໂຕນີ້ໃຊ້ອັດບານເດຂ້ອຍຈ້ອງສູ້ຕືວິ່ງນະອັນນັ້ນເວມີອັດທະປະໂຍຊອີ່ດັ່ງໃບຈະໃຫ້ເຖີໄປໃດຈະອັນກະບັດຈັ່ງດັ່ງໃບເຂົາບອກໃຊ້ເມໂຕຕໍ່ມີລິຄັດນາໃບໃຊ້ໃຊ້ໃຫ້ມີໄປຈ້າວໃຊ້ໃນក្នុងການອະນຸວັດສະບັບອັນນັ້ນນະໃຫ້ສຳນູ 3 ບາດຍັງຖ້າແມ່ນຖ້າທາງກອດເດບາດດັງຈັດປະຈິບຣອດຈັ່ງຍັງຈົ່ງສູ່ໄດ້ແຈ່ເປດອລຣີຣອດທີ່ບາດເມື່ອເຖິງບໍ່ຍັງໃຫຍ່ປີການອະນຸວັດຈະບັບຕົງໃບຈະບັບຕາຈອງທໄມຈັ່ງມີການຕໍ່ຄົບຈານຈັ່ງຍັງຈົ່ງສູ່ໄດ້ຖ້າທາງຄະນະປະສົງຄູຊຽດນັ້ນມີຈົກສາຍຊຽວໄດ້ຫຼືເຕອັນນັ້ນກົມຍັງຈະໂຕຍັງໄດ້ປະສົງອາດຕ້ອງຈໍານວນຍັງຖ້າຍັງໃຫຍ່ អឺដោះស្រាយផ្សេងៗអញ្ចឹងណាខ្ញុំចូលរំលែកអញ្ចឹងអរគុណលោកកសាលចាសសូមជម្រាបសូមជូនតួនាទីនេះទៅលោកអសកមុនចាសឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់លោកកសាលចាសបាទអរគុណណាសំណួររបស់លោកកសាលនៅភ្នំពេញគឺខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរទី2បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីយានគ្នាទីដូចជាម៉ូតូអញ្ចឹងគ្រមគ្រួសារបែបសំណួរគាត់គឺខ្ញុំស្ដាប់ទៅបានប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់យល់ថា ប្រហែលជាគ្រួសារមួយមានគ្នាប្រាំនាក់មានម៉ូតូមួយគ្រឿងអញ្ចឹងអាចជិះបានអញ្ចឹងគេគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រហែលជាលោកកសលមិនទាន់បានមើលច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានច្បាស់មិនបានយល់ដឹងជ្រៅទេសូមជម្រាបថាច្បាប់មិនមានចែងទេបាទចំពោះបញ្ហានេះថាម៉ូតូមួយមិនអាចជិះគ្នា เจอเนี่ยบ้านบ่าสมจะมีแบบท่าอาจีบ้านบ่ากรุ๊ปគ្នាเตียฮอดถ้าខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារ5នាក់អាចពេញវ័យនឹងបើកបေါ်ម៉ូតូបានអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ជិះបានដែរម៉ូតូមួយគ្រឿងនឹងក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងដែលពេញវ័យនឹងបើកបေါ်ហ្នឹងត្រូវតែយល់ដឹងអំពីច្បាប់ការយល់ដឹងនេះគឺយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់ការយល់ដឹងបានគឺត្រូវតែ
miên bàn bạc bò một tàu tia hở chắc chưa và trâu tại miên bàn bạc bò bàn bạc bò đi bàn đây là phải chia sẻ nhà bạn mỗi bình chia thạc ca chấm nét đăng bò gì chơi bạc bò bạn này hay dương bạc bò một tàu na cả bạn này mỗi tiết cắt bàn sầm coi yên một tàu nâng cứ bò bờ dương chi tấu được thả bục nhom chi một tàu nhom chum một nhom ớt miên bàn nhà chú bác ớt bàn chay cầm nót chum một nín rụp thọt nín ớt miên đi bạn biết đây sự mà cái tàu trôi bên đất cứ dương chăm bánh thờ miên ở cát kri đam nữa bỏ xin nữa bạn về phía xa xin nhau mà nghỉ đầm buổi sáng mai hãy lấy quạt sau bàn vốn thắt tàu bằng hai sự mà cái chìm nín bạn đôi thì họ sự mà cái cô bà giờ lại cho chẳng còn suốt thảm ai miên cát kri ấy bằng hai có thầm miên có ớt bánh hai thế buổi chiều bỏ bục nhau men tại nhom bán tức là miền cát kia gọi tiền tọt tàu tàu phá lệ nhưng tàu nâng một tàu nâng có ai thua đầm nào được tiền mà nâng mà đây thật sọp cho bạn á bạn tại đây lại chìm pu bạn bảo bò ní cứ tàu miền mà nè ôi phải chia bờ rót để miền sắt bảo bò cứ tàu tại bờ long cho bạn bảo bò ní sông cùng vô chợ lòng mà phải chia bờ rót thằng ót sông miền ta chìm bạn bắt to mong lục mai đi vắn sông chén chia lại tọt nâng sầm nuôi bảo lục có sao chứ ba một đường chia lòng chia lòi sầm nuôi lục có sao nhưng sầm chia lòi chạy tàu từ nâng rừng đại việc mình khang nẹt xua sầm nuôi bị khang đam chạy tàu từ nâng rừng từ bàn bạc bò một tổ dường gì ở xua sắp tham một tổ cứ đại lục khang bởi lục bàn bị chạy hay mạnh mẽ thì tha dương cho mình ở tầm tập bì mền pram pon real tế bên tai khi em đập sầm đuôi lục tha thưa bạn bạc bò này đòi bùm riêng sốt cho bạc trả cho tế cứ tha từ thưa bạn bì mền pram pon nưng cứ tranh ao tầm đỏ bạn chụp bù sầm đuôi đi khi em mình toàn khơi nhà bông bởi bị chạy tế khi em vô khơi tha tiết tông nâng bánh hà đi cứ mình trở thì thay cả ạc vọt từ tạm chấp bắp tù bây dưng miền cả chốc tầm lái chung bởi chìa bà rốt ảnh nâng chìa khi em ọp ọ sát tố cứ anh ấy rốt thả bị bá lục thả lăng thả lai bị chìa phía bởi chìa bà rốt hay cô bánh tay thở tay riêng bạc bó ở chết chấp bắp chả cho dù chấp bắp chả cho ở chấp bắp lọt đại hay tớp dương chênh bàn bạc bò chung quạt nâng bàn dương ách cắt bằng thói cả slap nơi lưu tì xa thiên nạ nâng bàn đồ bà xa anh ấy chung bố tụ xa nạ khuyên khuyên chô tư xâm nô lục cổ xoà đại xua mộc tệ tông tư nâng chấp bạp thà nơi sổ khó mái chấp bạp hạ bây đôi chìa thư tam ca nực khuyên ca sa mai dương dị ở số đập tới bấm ca sa chiều cho bạn luôn men tên tới cứ vì ca thưa cho bác cứ vì miền ca sna ở pì rót thập bá sna từ rót sấp phía hay rót sấp phía nâng dọc từ đặt từ tam chỗ đó chân chân trái đó sấp hay chân trái đó sấp nâng bài trái từ tám cái nắp cam ca chấm niên hay cái nắp cam ca chấm niên do từ sực sáng sau chiếu hay ăn mặt nâng nông cái nắp cam ca chấm niên nhưng mà tăng hay miền bờ thác bắp nâng rót tháp bị bá trên nét na tới rót tháp bị bá từ bờ chun menu từ cà pê chứ cứ rót trái nâng anh cứ quạt từ cà pê chấm bắp nâng nông cái nạn cầm cá hay bị đại long chu sấp phía bình ăn cố quạt tờ cà pê nơi không sấp phía bình ăn và chẳng biết toàn thà ta chụp bắp sna từ pi mặt trời than khả na bản năng và sna pi rót tháp bị bá cứ phía trên cứ tranh pi cơ xuông sấm mấy đại quạt thưa ca nghĩa tiện tông từ năng cơ xuông rồi bọc quạt năng hay và ưu ti ho thà chụp bắp chả cho plek cốt miền cửa xuông mà hạp tế nâng cửa xuông sát thiên nạ cá quạt tờ cà pia cho bạp nâng ai chân khi em khuyên thạt đôi chỉ cho bạp trả cho phơi cục đi
miền cá chu rùm bị cướp mà chật than được không? Tại chỗ bập xinh xinh, khi ông tự qua thả chỗ bập khá, cái kết bị tự tập hiệp dục bái kháng bếc, cứ vì ai nhưng cái nạp bạc, cái nằm nát, rùm chú mối nâng cơ xuông xa mây xa nà tờ nâng quật ai nâng thử đai. Và bần tay chú bố chú bập chú bạc 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 cần phải sống cuộc chiến của châu rùm hay sống cùng civil của châu rùm chiến nhằm sự kiện khởi nghĩa việc ban sắc xa sao chiếu vô cầm nứt khúc chung chơi bên tai thom đã đi đôi xa đôi chung thì dễ kháng đam chứng thả bị chia bỏ rót khăm ai dưỡng cứ tham vi vọt này à cá prơ prah bị chạy bị chia vi vọt cá prơ prah diên vô đừng bị lươn này lươn việc vi vọt mặn toàn hay đôi chân này bà co ở bên miền ca cứu thân nạn cho cuộc nâng khăn chẳng bàn dương tại chỗ rùm tổng nha bà ạ chị sẵn phong đã giáp bê liêng ở những miền cầm nát hay dương tự tu bày mật bì rục tiết sở rộng chà xong tự tu lục cà rà ná hay có đôi chì lục chùm chà alo chùm biếp xua alo chà chà xong chơi nhớ xong lúa tay mật đón chà à nhắn thấy ta bộ chà chà xong chơi nhớ xong lúa với chà xua từ alo mai mình đang tịch đáy tha nhân thuật lư ở khang cả nhà bạn không khui chuyện ở đôi kia lô cầm thực hàng chẳng anh em không thực hàng và làm nhiều được tha qua đó vô chặt đi nang vô chặt chia vợ nang phân tá hai như vậy ca bằng ca sẽ bắt màu nắng phơi ao từ chia vợ nắng cùng ở tha được tha từng rong từng ra được tha miền ca được tha to qua miền ca là ung quan ấy chờn chẳng nghe hai từng người ba nhân tìm tí trong khu hàng đôi vợ tôi chỉ là dân nước khang ngơ quan vậy chẳng tha ca bằng ca sẽ bắt màu máu với tha phơi ao từ chia vợ mai vô nắng từng rong từng ra nghe từ cửa tha nhưng thưa ông lưu lô mà người bạn ấy tha lô anh chạy yên ấy thưa ông do lôi ti cái nào bắt chơi chơi này chẳng tao vì anh mình đang mua pin mua hạt đăng tê thành nhưng tôm nhưng tôm ao là lô mà người bạn ấy chơi trong cái ảnh cùng nửa đang phong ta nhưng tôm chụp được liền không con trai chụp được liền lấy bắt to chụp lục châm rục tiệt sẵn chẳng một lần ai phải một một lần ai viên hồn giang trái chả alo chụp được số lục châm ba cho mẹ xua cả nhà chà chà xong chơi xong nuôi lực châm để sao tê dân clay hay nái chà ba xong cho mẹ xua đo lực cu đang tì không ba dân xong xong xua xong nuôi tì xua ta mấy lực cu mà ông đi ván gót dây thà nông niêm gót chi đồng nàng riêng dân dân gót thấy ta khắc khom đâm bay ăn được bao tài chiết năng ấy đôi chi xong nồng tô rồi thập dị ba chân xong xong nuôi cắt tích nên lực châm mà chia sai để sao tê dân ở hay nái chà bà nhắn nhầm xong xu thầm lũ tầm mũi dân xong xu tha ta phua rốt cư cư rút cư tục ao ý nẹ đặc nòm đôi cô thân ạ lư nắng chỉ nẹ chặt chanh nông ca ăn lại vọt chung mặt nắng bày ánh đôi cô phu mách đâm bay ai phua rốt nắng có ai ao nhân nẹ đồng nàng tất tất cót á tầm rạp ai cót chặt chanh thắng chung mặt nấy thầy chanh mong phập phần này đọc bê lấy vì mình lên chẳng á, đặc biệt hai chấm bát chế tranh mà thấy phơi bị chi bờ đó, cọt miền ca chấm rồng chấm rác đôi chấm bát chỉ đá cho tranh mà dân cứ cọt mình hai tụi vô bàn thịt tràn dân. Chà, con lộc châm chà xong mà chà 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 xong mà chấm điểm liệt ra trong màu hoa này chun tuần này tít từ lộc ở màu này văn được sape liền clay đấy chà xong lộc sừng khai chà. Ba, con nát lộc đã bàn xu nơi sầm đuôi đi, ba tiệt tông từ nâng sầm đuôi đại tha tá cần đặt bạn sốc ruột chiên nướng miên cá sao chiêu chấm muối nướng bị chia bọt cho bà lo tí và khi nông niêu khi ông ta tập nắng riết khi ông tay thì chụp từ chụp bị chia bọt trên nền chia cả nơi tam bù lợt than hay môn nâng thưa ấy cứ khi ông tay tay đắp nơi mà tệ dục bò là bò nẹt tập nắng riết mình tới lúc gì thì tiệt tông tận nâng bọc cù tiệt tông tận nâng ai đâm anh đọc thiên kim sắc khá tha dồi chặt bị chia bờ tam bất quát dồi chặt bị chia bờ rót khăm ai chấp anh na phù tay tại chín nơi chỉ cao quạt tay tại cho tới tam mưu lật than chu bị chia bờ rót tam bị chia bờ rót tay tại sna tam để dẹn tập nàng ri máu dương tay tại lược nơi khnông sập phì bình an tầng ốc
nơi bảy nhà hàng bị chia bờ rót, dùng snare tới khung cảnh cam ca, hay dùng bàn phu đi khất ăn ra cùng tới tam cơ xuống một tí đã bẹp bòn từng ở và nhóm xong chấm điệp sau tu top từ năng ở lúc tệ tông tới nơi khung rót sấp phía dùng đang từ ở kia thả sấp phía chia sấp phía bao dương cứ chia sấp phía ប្រតិបត្តិហើយគាត់បានថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែងថាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺអនុវត្តរបបសភានិយមចាចាលោកអញ្ចឹងគឺសភាយើងដឹងហើយថាសភាគឺជាអ្នកតែងច្បាប់អនុម័តច្បាប់ហើយនឹងតាមដាននៅទាំងវើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់អនុវត្តគោល អនុវត្តទៅតាមប្រតិបត្តិទៅតាមច្បាប់ឬក៏អត់នឹងឯងអានឹងគឺទូទីនឹងរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងត្រូវដឹងថាសភានៅក្នុងសភានឹងគឺវាមានពីរបកហើយការអនុម័តគឺទៅតាមច្បាប់យើងគឺដល់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគឺអនុម័តលើកលែងតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយទេដែលយើងអាចធ្វើមុននឹងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមតិ 261 ទេដូច្នេះគណៈបកមតិភិជ្ជរនគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាយើងអាចតស៊ូមតិបាននៅក្នុងសភាក៏ប៉ុន្តែការអនុម័តគឺទៅតាមរូបមន្ត การนำมติพิจารณาอนุมัติให้คือฉบับการแต่โจลจิตธรรมเนียนให้มาอนุวัตต์ต่างอ่อนเนี่ยในขณะสังคมประชาธิปไตยคือเพื่อแบบหนึ่งจะลูกมีทางบรรทออสมนุตการมุ่ยติดในสมนุประมาทยังแต่ตรงตั้งกันในใช่ไหมการในได้สู้มาจำเรื่องบุกลุกบุกกลลุกเองใช้เองยมกฤษฐาอันนี้คือชีเรื่องราวตัวครูนหรือบกวัดสมัยปิชิปรัตหาจิมเป็นเส้นเนี่ยได้ สู้สมนุนี่อาจหนึ่งไงนาโมยลูกเอ็นชีเอียงลางในบริเวณตะการหรือจอดตะตามบุรุษฐานอาจสู้กวาดตัวแต่มาดองบ่ากวาดคือกวาดดังเรื่องกวาดจะมาจึงขยมบ่าใช่ใช่ปตอมาลูกสนุกชีสมนุจงกรายก็ได้จะชลายตอบหนึ่งลูกไม้วันนี้วันแต่ตรงตังกาได้โยกบานบังบักบอมมาโตดอมเป็นบานเรียนจานดอยชมนายทวิการนี่สมเจนลูกมีนเปย์ชามันตีเต้ได้สั่งเปย์หลายได้ ขอบคุณนะยมสมจุมีบจูนนำทางยิงประเด็นมือตัดเพียบเจ็ดสไตล์นะฮะไปเชื่อประวัติยิงกอดบางบอมโตก็เจ็บบางไงบานก็เจ็บบางไงแต่ปัญหาได้ไปชมทมนู้นคือกอดอัดยุลดังอันปีฉบับจังคือสมาร์ตเกย์จุ่มเนียนก็โดยจิตสถาบันเปียปอนนู้นก็ปงตายรีบจอมเป็นจีบยุลดังอันปีฉบับสไลปีจราจร ยูดังนี่คือยื่นอาจดอลเลยกวาดมันในบันบักบอมมันบันประหลองบันอันนี้ที่ปัญหามวยได้ยึดเนี่ยงามมวยได้จำไม่ได้เท่าวิจิตรปรากฏเมียนให้กวาดเมียนสันให้ยื่นหนึ่งคัดคอมบุญยูลนายน้อมกวาดเมียนจำเนี่ยดังเปล่าจับบ้างเจ้าแสดงคือขางขยมนี่คือหนึ่งรีบจำจินตการมวยเป็นจอกตะดำสกอลเชียร์ไลน์หนึ่งแคดนี้หนึ่งใบบังหานยมปีฉบับสไลปีเชียร์จบเปล่ากุ๊กบันยูดังอากุลจะอากุลจำปูหัววิคมันแตงปีรุกจะคืออลูกสกนกได้เชียร์หนุบที่ในยุคกระทานกบาชราจอหนึ